bởi vì rất là nhiều người họ đang kinh doanh, họ bán cái gì đó rất là hay. Thì nếu chúng ta có một cái tầm nhìn lớn ở trên phương tiện mạng xã hội là tại sao chúng ta chỉ dành những thời gian đó để vui chơi giải trí, chúng ta lại dành thời gian đó chúng ta tốn tiền để những kinh doanh của người khác, thì vậy tại sao chúng ta không làm người đi kinh doanh? Và khi mình cái tầm nhìn đó được thấy ra, được phát triển một cách mạnh mẽ, và đặc biệt nói về trong công việc của Nu Skin, thì khi mà chúng chính thức áp dụng cái hệ thống của mình vận hành theo cái phương thức social media, có nghĩa là kinh doanh trên phương tiện mạng xã hội, thì một kết quả rất là bất ngờ anh chị, cả về sự phát triển của hệ thống cũng như là về một số cái điều mà mình không tiện chia sẻ ở đây, thì có thể cân đo đong đếm được là tăng trưởng là 300% so với một năm trước. Thì đó chính là những cái hiệu quả thực tế mà chúng ta hiểu rằng phương tiện mạng xã hội đã đang đem đến cho những người kinh doanh với những cái tầm nhìn chúng ta sẽ như thế nào. Và đó là một số kết quả mà mình nghĩ rằng đối với các anh chị đang ngồi hôm nay đang tìm hiểu, thì đây chính là cái cơ hội vàng của các anh chị có thể bắt đầu cái điều đó, và nó sẽ giúp các anh chị đi nhanh hơn những người đi trước rất là nhiều, bởi vì mọi thứ nó có sẵn hết rồi, mọi cái quy trình nó có sẵn hết rồi, không cần phải mày mò nữa, chúng ta cứ bắt đầu làm thôi. Ok, và với Trung là một người đã làm marketing truyền thống, đã học những cái bằng rất là tốt ở bên nước ngoài về, thì với Vĩnh cũng là một người đàn ông rồi trải qua những công việc trước đây. Vậy thì cái social media đó tiếp cận với em ở cái độ tuổi 40, như vậy thì nó có thuận lợi gì mà giúp em có thể phát triển thêm về kinh doanh của mình? Thực tế thì những gì mà Trung nói thì thực ra không có bàn nữa ha, tại vì social selling thì nó đã cho mình một cái bước gọi là phát triển rồi. Vĩnh muốn nói tới cái kết quả thôi. Trước đây thì Vĩnh là một người nó thực sự là chưa biết post Facebook là gì hết, trước khi đến Nu Skin ha, cũng không bao giờ mà tham quan mạng xã hội gì hết. Nhưng mà từ khi mình đến với Nu Skin thì mình biết là social media và social selling là gì, và bắt đầu mình đã vận dụng nó. Thì mình cũng muốn nói về kết quả một tí, là nó trong những cái bước thời gian mà bắt đầu đội nhóm mình bắt đầu từ vận dụng từ tháng 3, thì ngay từ ban đầu luôn cái mục tiêu tưởng thưởng công ty ấy, mình cũng không nghĩ rằng là mình sẽ đạt được, bởi vì mình nhìn thấy điều đó là mình cảm thấy lắc đầu rồi. Nhưng mà với cái tự động viên hàng ngày của bé cũng muốn đi Úc như thế nào, rồi cũng một cái phương thức là rất là hiệu quả mà mình đội nhóm mình áp dụng bắt đầu từ tháng 3, đó chính là social selling, và đã buộc cái phát triển của mình. Và hiện tại thì mình muốn nói kết quả thôi, năm nay thì mình verify chuyến đi của Úc ha, của tượng năm sao. Yeah. Nói về tận dụng social media để ra một kết quả như thế nào thì em phải nói thật là cá nhân mình rất là biết ơn social, rất là biết ơn Facebook, bởi vì trước đó trước khi mà có sự bùng nổ của social media thì thật sự một người trẻ không hề có mối quan hệ như mình làm công việc này không hề đơn giản. Nhưng mà Facebook nó là một nền tảng, mục đích là để kết nối con người lại với nhau rồi, và mình rất là hạnh phúc khi mà mình được ứng dụng social vào cái công việc kinh doanh của mình, và mình đẩy nhanh cái tốc độ kinh doanh của mình hơn rất là nhiều. Và đầu tiên là nó giúp cho mình đi nhanh hơn các anh chị. Thay vì trước đây mà mình làm offline bình thường, có thể ví dụ một ngày mình chia sẻ được từ 3 tới 5 người là nhiều lắm rồi, nhưng mà với social thì số lượng do mình quyết định, có thể là gấp hàng chục lần những con số đó vẫn có thể được. Và thứ hai là social nó giúp mình đi xa hơn rất là nhiều các anh chị. Nó giúp mình với tới những con người mà có thể ở ngoài mình không có cơ hội tiếp xúc, hoặc là họ ở những thị trường nước ngoài mình không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà với social, với Facebook 2 tỷ người thì mình hoàn toàn có thể kết nối với bất kỳ ai mình muốn. Thì đó là những cái kết quả mà social mang đến cho mình, rất là biết ơn các anh chị. Và chúng ta thấy rằng là với cái thuận lợi của công ty, những cái sản phẩm và công nghệ và mạng xã hội, thì chắc chắn rằng là năm 2018 chúng ta sẽ có những kết quả rất là tuyệt vời, đúng không? Thì các bạn có thể chia sẻ rất là ngắn một cái điều, một cái mục tiêu mà các bạn muốn đặt ra 2018 là gì? Một mục tiêu đặt ra trong năm 2018 là cứ bám sát những cái chiến lược của công ty đưa ra, mà chiến lược lớn nhất là BDM 100. Có nghĩa là mình tăng trưởng 100 mỗi chuyên viên trong hệ thống. Như vậy thì hệ thống lớn mạnh thì mọi cái khác nó sẽ đi theo thôi. Anh chị đang chưa hiểu BDM 100 là gì, cứ hãy hỏi người mời mình đến đây. Mục tiêu lớn nhất của em trong năm nay đó chính là
bám sát chiến lược của công ty, đó là Grow 5More trong hệ thống của mình. Các anh chị, cảm ơn. Và mình cũng vậy, cũng bám sát vô cái Grow 5More và cũng như tăng trưởng 20 các chị ha của hệ thống, để làm sao để dẫn dắt được cái đội nhóm của mình đạt được kết quả tốt nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều.